Này xin không? Hôm lươn này là hôm lươn 34 đấy các bạn. Rất là đẹp nha. Đấy. Hôm lươn này thì thả ruồng thôi các bạn nhé. Thả ruồng thôi, con lươn bé bé bên này. Đấy. Kế đến là anh của nó là loại 48. 48 thì rất to các bạn thấy không? Đây, trên lòng của nó rất là to này. 48 chắc là thả được lươn rồi, 5 lạng. Đấy, con tay nó thoải mái luôn. Thoải mái luôn. Này, dao này chắc là con lươn phải chi rồi. Đấy. Các bạn thấy đẹp không? Rất là bé, rất là xinh. Đấy, xong chưa? Đấy, đẹp, giống nhau gạo không? Chỉ có kích thước có to hay nhỏ thôi. Đấy. Ai có nhu cầu thì cứ alo mình nha.